Lưu Phong cùng tiền lỗi sàng thuật đơn giản trên thực tế Vì đây cùng kích kia Liên bang đều tập hành xa hàng loạt tài nguyên Vận dụng mấy loại hủy diệt tính vũ khí Có thể trên thực tế Tại ngay cả sau một bên đều không xính vào Cũng làm cho người ta phá hủy cái này phần đá kích đối với liên bang tới nói không thể nào bảo là không lớn Trọng yếu nhất chính là có lần này trải qua về sau Liên bang hiện tại đã là sợ ném chuẩn vỡ bình không dám vọng động Long mã liên bang mặc dù không có chứng cứ gì chứng minh chuyện này là đấu la liên bang làm Nhưng có thể tổ chức nhiều như vậy hạm đội đột nhiên phát động ra công kích Là bình thường hạm đội hải tặc có thể làm được Hạm đội hải tặc sẽ ngốc đến chạy thiên lòng tình phụ thuật cận tới phát động công kích Long mã liên bang đã có đấu la liên bang nghiêm chỉnh cảnh cáo nếu như là có giống như cổng kịch xuất hiện như vậy cũng nhất định sẽ có lòng kỵ sĩ xuất hiện tại đấu là liên bang tình cầu hành chính lên cùng hạm đội so sánh siêu thần cấp cường giả đây mới thực sự là khó lòng phòng bị có thể trở mắt nhìn lòng mã liên bang phát triển sao vậy đối với đấu la liên bang tôi nói cũng đồng dạng là hướng đi diệt phòng trì lỗ long kỵ sĩ mạnh mẽ trước đó cũng chỉ là thông qua là miền vũ truyền trở về tin tức chân chính ở trong không gian đối mặt bọn hắn mới hiểu được siêu thần cấm cường xả lực lượng phá hoại là khủng bố cỡ nào ba vị lòng kỹ sĩ tăng thêm ba đầu tọa lòng tương đương với là sáu vị siêu thần cấp cường giả thật muốn không tiếc đại sứ liều mạng chỉ sợ tổ mẹ đầu chưa hẳn có thể cứng rắn chống đỡ được đem hắn hủy diệt tối đa cũng liền là xua đuổi có thể muốn giết chết loại tầng thứ này cường giả thật sự là quá khó khăn gần nhất trong khoảng thời gian này liên bang nội bộ khẩn trương cao độ không ngừng thảo luận ra cái loại khả năng lại đều không có bất kỳ cái gì kết quả đồng võ là không thể nào. Theo tình huống hiện tại, hoàn toàn có thể nhìn ra được. Long mã tinh hệ là thật sự có phá hủy liên bang các đại tình cầu hành chính năng lực, có thể mặc cho lòng kỹ sĩ liên bang phát triển. Đối đầu với đấu là liên bang tôi nói, hủy diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nguyên đơn quan quân biết rõ lúc nãy liên bang khốn cảnh, cho nên mặc đặc biệt muốn tìm làm hiền vũ hiểu rõ càng nhiều tình huống cho liên bang truyền trả lại, cũng làm cho liên bang có thể có càng nhiều tư liệu tiến hành thảo luận. Đề tài nghĩ xả cách đối phó, có có thể là miền vũ trước đó mang vẻ tin tức kia về sau liên là bỏ đi không một dấu vết không thấy tung tích phải biết rằng bên này một ngày có thể là ba mười sáu giờ hắn cái này một giờ liên là hơn một trăm ngày nguyên đơn quan quần sớm đã gấp như là kiến bờ bên trên chảo nóng giống nhau Người cuối cùng đã trở về Thấy Lam Miên Vũ lần đầu tiên nàng thiếu chút nữa là nhào lên Ánh mắt kia đơn giản như là oán phụ Lam Miên Vũ ấy này nói Thực sự là có lỗi gần nhất trong khoảng thời gian này Bị lòng kỵ sĩ chậm chậm đến quá chặt Thân vất vả mới tìm cơ hội có thể trở về Nguyên Ân quan quân ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn Không có việc gì an toàn là số 1 An toàn của người hiện tại là trọng yếu nhất Nàng lời nói này tuyệt đối là phát xa từ trong nội tâm Nếu như không phải là miền vũ để cho nàng đi chỗ nào đấy tới tự trực tiếp tình báo Có thể biết lòng mã liên bang được thành lập Lần này công lao vô cùng lớn Là miền vũ bây giờ đang ở đấu thiên bộ bên trong địa vị có thể nói là càng ngày càng tăng Phía bên trên truyền thừa cho mệnh lệnh của nàng chính là Vô luận tình huống như thế nào phát sinh La Men Vu an toàn tất cả là đều là vị trí thứ nhất. Hắn như trước chính là đấu la liên bang tại lòng mã liên bang bên trong địa vị cao nhất ẩn núp người, can hệ trọng đại. La Men Vu nói, tình huống bây giờ vô cùng phức tạp, tiểu cô, ngay trước nói cho ta nghe một chút đi, chúng ta liên bang bên kia hiện tại như thế nào? Nhắm vào lòng mã liên bang thành lập, tiếp xuống có hành động gì sao? Nguyên ân quan quân cười khổ nói, hành động đã bày ra một lần, vô cùng thất bại, tổn thất nặng nề. Ngay lập tức nàng đem trước tiên tiền lỗi của mối lưu phong đó tới hành động quân sự đó một lần, rằng thuật muốn so với hai người càng thêm kỹ càng một chút. Là miền vụ thì mới biết, Hành động lần này không chỉ là quân đội liên bang phát động, còn muốn đường môn cùng với truyền lính tháp phường diễn mượn sang một chút tài nguyên. Đường môn cũng vô cùng duy trì, liên cấm kỵ vũ khí đều lấy sang một chút, có thể là không nhiều mong muốn. Kết quả sau cống lại toàn bộ hủy diệt, vì không bị đối phương tù binh chiến hãm, tại biết rõ ràng không địch lái, không cách nào thoát ly xa tình huống phía dưới. Phe mình chiến hãm tất cả đều lựa chọn tự bão. Long kỵ sĩ so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm cường đại, có điều có liên quan tới hình ảnh tư liệu ta vô cùng màng theo mang vẻ, chỉ có thể chờ đợi người hồi trở lại đi xem. Bọn hắn có thể hóa thân ngàn mét cự long, tàu chiến đấu hỏa lực trên người của bọn hắn căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Thậm chí cũng căn bản là không có cách bắn trúng bọn hắn, bọn hắn mỗi một lần công kích đều có thể tỉ tiện xé nát chiến hạm của chúng ta. Chiến thần cấp tàu chiến đấu tại trước mặt của bọn hắn căn bản không chỗ nào dùng coi như là lòng vườn cấp tàu bảo vệ đi ta đoán chừng cũng không hiệu quả gì tối đa liên làm biên cưỡng bảo vệ tàu mẹ lại không thể nào tùy thiện vận dụng hiện tại liên bang nội bộ một mực tại trong thảo luận nhưng không có hữu hiệu biện pháp liên bang ở bên kia cũng hy vọng chúng ta có thể chuyển xa hồi trở lại càng nhiều tin tức còn có chính là muốn nghe theo đề nghị của chúng ta xem chúng ta có biện pháp gì hay không nguyên nhân quan quân lúc này nói ra cuối cùng biểu hiện ra trên mặt càng ngày càng ngưng trọng Nguyên Ân Huy Huy nhịn không được nói Tiểu cô, chúng ta có thể có biện pháp nào? Đây chính là siêu thần cấp cường giả Liên hàm đối đều không được Chúng ta chẳng lẽ còn có thể từ trong nội bộ phá hư hay sao? Nguyên Ân Quan Quân cười khởi nói Chỉ có tầng cao nhất mới biết được sự hiện hữu của chúng ta Không có người nào đưa giá qua để cho chúng ta từ nội bộ thẩm thấu phá hư Bởi vì cái này đem được không bù mất Đừng nói là chúng ta vô pháp đối kháng siêu thần cấm cường xã Coi như là phá hư thành công Đối phương căn cứ còn có thể trùng kiến Nhưng chúng ta bại lộ về sau Lại không có khả năng Lại có người có thể ẩn núp tiến đến Cả gì nhẹ nhàng, xỉ nặng liền bàn Vẫn có thể phân rõ Lời vừa nói ra Tam thập tâm thiên dựng sắc mặt của mọi người Lập tức dễ nhìn rất nhiều La Miên Vũ trầm ngập nói Ta lần này trở về còn có một cái tin tức quan trọng mang về Tiểu cô phiền toái ngày màu sớm đem tin tức chuyển trả lại Cái gì mà trọng đại tình báo người cũng đừng làm ta sợ Ta trái tim nhỏ nhỏ có thể là không chịu đựng nổi Nguyên nhân quan quần vỗ vũ chính mình bộ ngực đầy đặn Đúng rồi quần bộ mới Nếu như có thể nói hy vọng rằng người có thể trở về một chuyến Cùng ngươi tiến hành một lần thương thảo Dù sao thì ngươi là quen thuộc nhất tình huống Lam Minh Vũ lắc đầu nói, tình huống hiện tại đặc thù ta tạm thời không thể trở về, mà lại phải nhanh một chút trở về Thiên Long Thành bên kia. Ta trước tiên đem tin tức nói cho người. Lần này trọng đại tình báo tương đối mà nói, đối với chúng ta tạm thời là có lợi, lòng bão lên bảng sắp đối mặt một cái đối thủ cường đại, rất có thể sẽ phát sinh chiến tranh, chúng ta tạm thời sống trên mặc bầy tương đối tốt. Chiến tranh, lòng mã tinh hệ cùng ai phát động chiến tranh, nguyên nhân quan quần kinh ngạc nói, Lam nhiệm Vũ nói, đỏ thẫm vị diễn, một cái chúng ta hoàn toàn không biết nhưng lại có cấp độ cực cao vị diễn, ngay lập tức thì hắn đem có quan hệ với tại thâm hồng trí mẫu tình huống đơn giản giảng thuật sau một lần. Nghe hắn giảng giải, mọi người không có nửa phần thở phào cảm giác, ngược lại là từng cái về mặt càng thêm khó coi. Một cái lòng mã liên bang liền đã không phải là hiện tại đấu la liên bang có khả năng đối kháng, cái này còn tối cái thâm hồng chi mẫu. Này thâm hồng chi mẫu nghe sóng lên chính là thực lực nhân vật cực kỳ cường hãn, nếu như chuyển hướng đối phó với đấu la liên bang nên làm cái gì? Đấu la liên bang có thể gánh vác được sao? Liên lòng mã liên bang đều còn nhiều vô pháp ngăn cản. La Miên Vu nói, tin tức này mau sớm chuyển trở về. Nếu như chiến tranh phát sinh hẳn là chẳng mấy chút sẽ có càng nhiều tin tức. Nếu như có thể nói ta sẽ đích thần tham dự vào trong lần này trong chiến tranh. Dùng thu hoạch được trực tiếp tình báo. Vô luận là lòng mã liên bang chiếm thượng phong hay là thâm hồng trì vực này chiếm thượng phong, ta đều sẽ tận lực nắm tin tức chuyển về. Nguyên nhân quan quân dùng sức gật đầu, cái này biết căn hệ trong đãi, hy vọng rằng bọn họ có thể một mực chiến tranh, chúng ta có thể ít điểm tồn tại cảm giác. Lam Minh Vũ nói, ta kiến nghị chúng ta bố trí tại lòng mã liên bang phụ cận hạm đội. tại chiến tranh sau khi bắt đầu có thể rút lui xa một chút. giống như người nói chúng ta tận khả năng không muốn có quá nhiều tồn tại cảm giác. trước mắt đến xem đỏ thấm vị diện chuyển hướng chúng ta khả năng không lớn. bởi vì chúng ta có tinh cầu hành chính. đối với bọn hắn tới nói thân vệ cũng không cách nào thành thiệu thần giới mới đúng. nhưng vẫn là cẩn thận là hơn. phân bố tại bên ngoài hạm đội đối lập lùi về một chút. tùy theo chuẩn bị ứng biến nguyên nhân quan quân, quân gật đầu nói ta sẽ đem ý kiến của người cùng một chỗ truyền tống trở về à đúng rồi còn có cái chuyện trọng yếu không biết người có là hay không là rõ ràng trước đây không lâu thăng long thành bên kia xuất hiện ra biến động thật lớn có mãnh liệt màu sắc rực rỡ hào quang mãnh liệt lúc vừa mới bắt đầu là truyền ngôn có long tộc đổ kiếp thanh thế cực kỳ hạo đại toàn bộ thăng long thành đều suýt nữa hỏng mất chúng ta bởi vì khoảng cách quá xa không nhìn thấy nhưng mà kỳ quái chỉ là không có bất kỳ cái gì tiếp sóng sau đó rất nhanh liền phong tỏa tin tức bất luận cái gì dám nhắc tới lên chuyện này chủng tộc đều bị bắt tiền thương phong tỏa mười phần nghiêm mật hẳn là ở trong long tộc xảy ra đại sự gì đó nếu có thể người có thể không có nghe ngóng một thoáng đi nếu chính là lòng tổng tái xuất ra cái gì bất thế giả siêu thần cấp cường giả vậy thì chúng ta liền quá khó khăn chuyện này không cần nghe ngóng lam yên vũ tự nhiên biết nàng nói là cái gì vì cái gì Người anh quân quân lúc này theo bản năng liền cảm thấy lam yên vũ lại qua loa nhìn nàng nhưng không được hỏi lam yên vũ nói bởi vì độ kiếp cái kia chính là ta chính là ta chính là ta chính là ta, ta. ngươi người sao không chỉ là nguyên nhân quan quấn ở đây tam thập tam thiên sực tất cả mọi người cũng không khỏi trợ mắt háo mồm nhìn xem lam miên vũ cảm thụ được mọi ánh mắt khác thường lam miên vũ cười khổ nói bằng không thì các ngươi cho dù là vì ta làm sao lại bế quan thời gian dài như vậy lại vì cái gì có thể trở về